bay rất là nhiều mọi người. Thì bây giờ trời cũng tối rồi, thì để Nhân đi lại bật cái máy lên để nãy Nhân đi như thường tối Nhân mới vô, nhưng mà hôm nay là quên đem cái đèn này. Để Nhân đi lại bật cái máy xong mình vô. Thì cũng cuối video xin chúc mọi người, thì có ai có làm chuồng dơi giống như Nhân á thì hãy mua máy của ủng hộ anh Thuận nha, để dơi nó về nhiều. Thì cuối video thì em cũng xin cảm ơn anh Thuận nhiều nha. Anh Thuận gửi cái máy cho em xài thì khá là ok anh Thuận ơi. Để khi nào mà ai có cắt chuồng dơi á thì em sẽ giới thiệu, em chỉ mấy cô mấy chú nữa mua máy của anh Thuận nha. Thì ở trên này nó khá là tối nhưng quay không rõ. Đó, ở đây nó gần nó rõ hơn nè. Rồi Nhân sẽ bật cái máy, Nhân bắt con gắn kia ở trên kia xuống rồi Nhân đi vô này. Nhận nước lên, Nhân thì Nhân để dưới gốc này không à, hoặc là để trên này cũng được. Em để này nó sáng đêm cũng được, nhưng mà thường là Nhân để là tới lúc trước đó thì Nhân để tới sáng, nhưng mà bây giờ thì Nhân để tầm khoảng 7-8 giờ tối là khoảng, hình như là lúc trước là tối là ba đi lấy, là 10 giờ ba sẽ lấy nó vô. Đây, thì mọi người nghe cũng khá là rõ ha. Nhân đứng ở đây Nhân cũng nghe khá là rõ, Nhân đi vô khúc ở trong gần nhà nó vẫn là kêu, vẫn gõ bình thường. Đó, giờ nó ra nó đi ăn hết đó mọi người. Rồi cuối video em xin cảm ơn anh Thuận nhiều nha, cảm ơn anh Thuận gửi cái máy cho em rồi giúp em gia đình em có thu nhập thôi. Rồi mọi người có mua máy ủng hộ thì lên YouTube mình kiếm kênh Săn Bẫy của anh Thuận nha, nhớ mua máy ủng hộ anh Thuận nha. Rồi cuối em xin chào tạm biệt, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn anh Thuận nhiều nha. Đó. Chuồng nhìn cũng biết mới làm đúng không anh em, làm mới đây mà mua cái tiếng với mua loa bên anh Thuận á. Ở trên mình cũng đi tìm hiểu này kia, mình lên Google YouTube rồi mình gõ vô tiếng dơi này kia rồi người cái gặp được anh Thuận, anh tư vấn nhiệt tình lắm, anh chỉ cái này cái kia rồi anh cung cấp cho cái loa với tiếng đó. Mọi người nghe tét không, là mình đang bắt tiếng dơi với nó, đang gọi nó về, nó mới nhanh vậy chứ lạ mà để không nó biết nào. Đấy, mừng lắm mọi người, mới đây mà đấy, dơi về, bữa nay bão hay gì đâu mà giờ mà vậy có thui. Đó, mọi người thấy không, giờ mình về đó rồi, xong mà găm luôn rồi đó, mọi người thấy không. Đó, giờ mình đang về, mới làm mà nó về số lượng này vậy là mừng lắm rồi mọi người. Mấy tiếng dời ở bên anh Thuận dưới lò đồ của anh đạt độ ngặt lắm, xài rất hiệu quả, không có nhiều tiền nha. Đây mình đang bắt tiếng dời, đây là cái remote nè, remote của mình là nó quay cái remote nè, sao tôi thui. Đó, trong nhà mình điều khiển bắt đứng qua lại lớn nhỏ lặp lại đồ đủ thứ. Đến hồi mình sáng sáng hiếu mình leo mình lấy cái lò xuống cho mọi người coi nha. Đây đây là cái lò này, lò cho anh Thuận này, rất là gọn nhẹ, pin hết một ngày luôn, chắc được 8-9 tiếng đồng hồ không ít. Đây
mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển chứ đâu nhất thiết thấy đâu nè. Nè đang hát này không nè. Nè em bấm đứng lại nè, không quên bật công tắc nè, rồi im phát đấy. Nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt, em chừa một tiếng một là tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn cu lép đồ hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè, lúc này là lúc lặp lại, quên nhấn nữa đi em hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuồng dơi luôn, cho nên em sợ vậy. Em giờ em còn có một tiếng nè, em để ra chừng nào tiếng này không hiệu quả nó mới lấy tiếng khác đấy. Vậy đó, này lớn nhỏ nè. Nè nhỏ xíu luôn nè, lớn lên nè. Nè thấy không, bấm cái thấy không nè, nè nè âm lượng đó thấy không, rồi người mưa lâm râm luôn rồi nè. Sáng sớm mưa rồi, tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Thôi nghe mọi người, để mình lại đây em quay cái phần của em của giờ cái cho mọi người coi sáng nè. Cũng vô cũng được. Ủa, có con dơi quạ hay gì nó bự trời. Ô con dơi này phải đuổi nó đi mới được. Rồi nó đậu vô luôn rồi. Con quỷ. Đó phần của em mọi người. Hôm mới nãy giờ hôm giờ nó ế được trên đây nè. Ngày cá ký á, đây tới trưa em đang hốt đêm phơi là cá ký á. Đó, thấy chưa mọi người. Rất là tốt, phân mình làm chuồng mình ở nhà vậy ra bón cây luôn đỡ tốn tiền. Thôi chào cả nhà nha. Thôi lượng sau cùng cũng cảm ơn Thận nhiều nha anh Thận. Giờ này 6:15 rồi thì dơi nó cũng sắp ra rồi, nhưng có đem cái máy của Thận ra đây nè, nhưng thấy giới thiệu cho mọi người xem. Thì đây là cái đề mệt mình chỉnh tới lui hoặc lớn nhỏ hay tùy theo cái bài. Thì máy của anh Thận thì hoạt động rất là êm luôn, hoạt động nếu mà liên tục thì 10 tiếng à, nhân cũng có thử rồi. Đây nhân mở lên cho mọi người xem. Này mọi người nhìn kỹ trên này nha, nếu mà nhân bấm số là nó sẽ có tới lui đó. Nó tùy theo bài, bài thứ nhất nè, bài thứ hai nè, bài thứ ba nè, bài thứ tư nè, bài thứ năm nè. Đó thì mọi người hãy mua ủng hộ giúp anh Thận nha. Cái máy tút của chú Thận sáng tạo ra đó, cái chú Thận chịu thấy rồi đó. Đó là cái máy tút của chú Thuận đó. Đây lại tôi quay ba cái phần của chú anh chị thấy. Đây. Này nó mới về. Cho nên nó ỉa mới có số hả? Chưa có nhiều. Đây là cái tôi làm thì nói chung thì cái nhà dơi cũng nhờ cái giai đoạn là tôi mua cái máy tút của chú Thuận, cho nên nó đã đặt cái lộ trình để mình làm đúng theo cái quy trình. Đây phần này của chú anh chị.
cho nên tôi lên đây là để cho cô chú anh chị biết đây là cái nhà dơi mà làm được đây, thì cũng nhờ cái máy thúc của chú Thịnh để bán cho tôi, rồi nó đã đạt cái nhu cầu, đạt nhu cầu. Nó đây là phần này là nó cũng mới về thôi, bây giờ nó mới về, nó ỉa không có bao nhiêu hết trơn. Bây giờ ở đây tới 1-2 giờ trưa, 1-2 giờ chiều là nó ỉa mới xong. Đó, cho cô chú anh chị thấy rõ ràng. Đây là tôi nói là tôi mua là cái máy này là cái máy của chú Thịnh rõ ràng. Đó, đây máy là vậy đó. Hôm nay tôi lên cái clip này để cho cô chú anh chị ai có làm thì liên hệ mua cái máy thúc dơi của chú Thịnh là ok. Thì tôi có làm rồi, tôi làm rồi tôi mới có quảng bá lên cho cô chú anh chị rồi cùng biết. Thôi giờ dơi nó đã về chỗ ổn rồi. Thôi clip này thì đến đây tôi xin tạm dừng nghe cô chú anh chị. Chúc ngày mới cô chú anh chị an lành. Nam mô.